bảy tử thần cực độc và đáng sợ nhất khu rừng Amazon. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Các bạn thân mến, Amazon được mệnh danh là lá phổi xanh lớn nhất trên hành tinh, rừng mưa nhiệt đới lớn nhất trên thế giới, nơi ẩn chứa rất nhiều bí mật đáng sợ không thể lý giải nổi. Và kinh khủng hơn thì đây cũng là nơi ẩn cư và trú ngụ của hàng nghìn sinh vật. Trong đó thì không thể bỏ qua những sát thủ cực độc, sở hữu nọc độc chết người, có thể giết chết đến 2 con voi châu Phi trưởng thành, cũng như là hàng chục người lớn chỉ trong một nhát cắn. Nghe đến đây đã thấy rất là ghê rợn rồi đấy. Và ngoài những sinh vật siêu to khổng lồ như là chăn anaconda hay là đàn cá piranha gớm ghiếc, thì ngày hôm nay các bạn hãy theo chân admin để cùng ghé thăm khu rừng Amazon và tìm hiểu về 7 sát thủ siêu nọc độc cực đáng sợ của khu rừng này nhé. Vị trí thứ nhất, sát thủ rắn ba bước. Nghe cái tên thật kỳ lạ phải không? Loài rắn mình nhắc đến trong danh sách đầu tiên chính là rắn Ferdelens. Đây là loài rắn cực độc trong họ rắn lục. Chúng được thổ dân Amazon gọi là rắn ba bước bởi một khi mà đã bị rắn cắn thì nạn nhân chỉ có thể đi nổi ba bước trước khi chết mà thôi. Nọc độc của loài rắn này vô cùng đáng sợ, có thể phá hủy mô lớn, chảy máu dưới da và thậm chí mất trí tạm thời. Nó chính là một trong những sinh vật độc nhất khu rừng Amazon, khiến con người phải rùng mình khi nhìn thấy. Đặc điểm nhận dạng của người anh em này là lớp vảy màu nâu giúp nó dễ dàng lẩn trốn vào cây cối hoặc đất rừng. Vì vậy, bạn phải hết sức cẩn trọng khi đi vào vùng lãnh thổ của loài rắn này. Nếu ghé thăm Amazon, hãy chuẩn bị ngay cho mình một đôi ủng da giấy bịch với nhá. Chứ đừng có đi tông lào hay dép cao su thì lại không còn đường mà trở về đâu đấy. Tiếp theo, hãy cùng đến với một loài vật tuy nhỏ bé nhưng sẵn sàng tiễn bạn về với tổ tiên ngay lập tức. Đừng rời màn hình nhé! Vị trí thứ hai, ếch độc phi tiêu vàng. Loài ếch này có bề ngoài khá rực rỡ và bắt mắt. Tuy nhiên, dù sở hữu cơ thể nhỏ bé với kích thước chỉ 5cm, nhưng đừng để vẻ ngoài bắt mắt và dáng vẻ nhỏ bé tưởng như vô hại đó đánh lừa. Bởi vì chỉ cần một va chạm nhỏ với da của chúng, tim người có thể ngừng đập nhanh chóng. So với các loài ếch phi tiêu khác như ếch phi tiêu đen hay ếch phi tiêu nhị sắc, ếch phi tiêu độc Cocoea thì độc tính của ếch phi tiêu vàng gấp rất nhiều lần. Điều đáng sợ hơn, nọc độc của chúng có thể tồn tại tới 1 năm. Da của ếch phi tiêu độc vàng được phủ một chất độc có thể gây tử vong qua tiếp xúc bề mặt. Đó là chất bachratoxin, một loại chất khiến cho hệ thần kinh bị tê liệt, gây tê liệt các cơ, chảy máu, suy đa cơ và dẫn tới tử vong. Nọc của một con ếch phi tiêu vàng có thể giết chết gần 20 người đàn ông khỏe mạnh và thậm chí là 2 con voi đực châu Phi. Sau khi chất độc thấm vào máu trong cơ thể, thông thường nạn nhân xấu số sẽ chỉ còn 10 phút để sống sót. Loại độc này được thổ dân Nam Mỹ sử dụng để tẩm vào mũi tên trong hàng thế kỷ, phục vụ cho những người đi săn bắt thú dữ. Nói chung là đừng có coi thường mấy loài nhỏ nhỏ này nhé. Và ngay bây giờ thì sẽ là một loài rắn rất độc và cực kỳ nguy hiểm, được mệnh danh là quái thú của vùng Amazon. Đó là một loài rắn rất dữ tợn và hung ác. Vị trí thứ 3, rắn chúa bụi. Được mệnh danh là quái thú vùng Amazon, loài rắn Lachesis muta ở Trung và Nam Mỹ là một trong những sát thủ ẩn thân xuất sắc nhất trong thế giới loài rắn. Lachesis muta hay còn gọi là rắn chúa bụi là một loài rắn trong họ rắn lục. Rắn Lachesis muta trưởng thành có thể dài từ 2 cho đến 3 mét và cân nặng gần 9 kg. Nhờ đặc điểm này mà rắn chúa bụi là loài rắn dài nhất trong họ rắn lục, đồng thời là loài rắn có nọc độc dài nhất tại Tây Bán Cầu. Với hình dáng đầy sát thủ, đầu chóp nhọn, bành ra hai bên, trên chiếc cổ thon dài cộng với ánh mắt sắc lạnh, loài bò sát thuộc họ rắn lục là nỗi kinh hoàng của nhiều loài động vật khác trong các khu rừng nhiệt đới Amazon tại Trung và Nam Mỹ. Toàn cơ thể tròn, mập mạp của con quái thú vùng Amazon này được bao phủ bởi lớp vảy hình nón màu vàng, màu nâu đất hoặc đỏ cùng với những hoa văn màu đen. Những hoa văn này giúp chúng dễ dàng ngụy trang hơn trong lớp lá khô mục và cành cây gãy tại các khu rừng ẩm thấp ở Trung và Nam Mỹ. Sở dĩ người ta đặt cho loài rắn này biệt danh là bậc thầy bụi rậm vì hai lý do. Đầu tiên, loài rắn này rất thích sống trong các khu rừng rậm, vùng đồi núi. Thứ hai,
chúng hoàn toàn có thể cuộn gọn thân hình to lớn và án binh bất động trong nhiều giờ để rình những con mồi xấu số. Với đôi mắt tinh tường, chúng có thể săn mồi ngay trong đêm. Thời điểm mà các loài gặm nhấm bắt đầu hoạt động, họ rắn lục là loài sở hữu các răng nọc có độc độc bậc cao trong thế giới loài rắn. Do đó, rắn chú bụi dễ dàng tiêm rất nhiều nọc độc chỉ sau một cú táp nhanh như chớp vào con mồi. Nọc độc của rắn chú bụi chủ yếu thuộc nhóm neurotoxin, độc tố thần kinh. Sau khi bị cắn, nạn nhân lập tức cảm thấy đau đớn, phù nề, buồn nôn, đổ mồ hôi, thậm chí bị tiêu chảy. Ngay sau đó, huyết áp bắt đầu giảm dần, nhịp tim chậm và giật. Tại chỗ bị cắn sẽ hoại tử, nạn nhân sẽ tử vong sau vài giờ nếu không được chữa trị kịp thời. Vậy nên, đừng có mà dại đi chân trần hay nằm ngủ trên những bãi cây bụi cỏ vì rất có thể sẽ bị chúng mổ cho một nhát chí mạng và ngủ luôn không tỉnh nữa đấy nhá. Và tiếp theo, hãy cùng khám phá một loài cây, dù là cây nhưng có khả năng giết người đấy nhá. Hãy cẩn thận và đừng bỏ qua thông tin về loài cây này. Thứ tư, cây Parera, cây hồ đằng. Xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách những loài độc nhất Amazon, không phải là một loài rắn hay bọ hay là nhện, mà là một loài thực vật, đó là cây Parera, hay còn gọi tên khác là dây hồ đằng, sâm nam, xương sâm, mối tròn. Mặc dù mang màu sắc sặc sỡ và có hương thơm đặc biệt, thực vật trong rừng Amazon có một cơ chế tự vệ rất mạnh mẽ, chủ yếu bằng gai nhọn hay chất độc. Và chất độc của loài cây này sẽ gây tê liệt và ngạt thở dẫn đến tử vong. Vậy nên, đã đến rừng Amazon thì phải trang bị găng tay, áo bảo hộ thật kỹ. Vì không may mà va quẹt vào loài cây này thì sẽ rất nguy hiểm đấy nhá. Chưa hết run sợ thì sau đây mình lại giới thiệu tới anh em một loài rắn kinh khủng khiếp không kém. Loài mà sẵn sàng nhai nát vỡ sọ cả rắn hổ mang nữa cơ đấy. Đéo tin. Vị trí thứ 5, rắn san hô. Lẩn khuất trong khu rừng Amazon hắc ám là một loài rắn được pha lẫn giữa những màu sắc hiện thân của tử thần, đó chính là rắn san hô. Được tìm thấy tại Nam Mỹ, chủ yếu là Honduras, loài rắn san hô này là một trong những loài rắn đẹp nhất. Tuy nhiên, thì những loài đẹp đẽ như thế này thì cần phải cẩn thận đấy nhá. Tôn Ngộ Không đã nói rồi, đẹp thế này thì chỉ có thể là yêu quái thôi. Và thực sự thì rắn san hô không những đẹp mà lại còn cực độc. Loài rắn này chuyên ăn thịt đồng loại và không ngần ngại chén luôn cả rắn hổ mang. Rắn có thân hình thuôn dài, đầu nhỏ, mũm và đã phân biệt rõ với cổ, đuôi nhỏ, chiều dài trung bình của rắn san hô từ 50 cho đến 80 cm. Trên cơ thể được bao bọc bởi lớp vảy dày, mịn và được bao bọc bởi các dải sọc màu sắc khác nhau. Răng nanh của rắn nhỏ nhưng lại chứa nọc rất độc. Vì vậy, việc hấp thụ con mồi sẽ dựa vào tuyến nọc độc. Nhưng cũng may là loài rắn này rất hiếm khi tấn công con người. Chúng thường vùi mình vào những đống lá khô và thường có xu hướng chạy trốn hơn là cắn. Nếu bạn có vô tình dẫm phải chúng, tuy nhiên, theo những con số thống kê thì hàng năm vẫn có khoảng từ 15 cho đến 20 người bị loài rắn tấn công và phần lớn là đều tử vong. Và tiếp theo, hãy cùng khám phá chân dung của một anh chàng lãng tử phiêu du trong khu rừng Amazon này nào. Thứ 6, nhện lang thang. Xếp thứ 6 trong danh sách chúa độc rừng Amazon là nhện lang thang Brazil, được ghi vào danh sách kỷ lục Guinness như một loài nhện độc nhất trên thế giới. Nhện lang thang Brazil là một loài nhện độc nhất hành tinh. Tất cả các loài nhện lang thang Brazil thì đều có màu nâu, lông xám và đốm đen trên bụng. Nhưng con nhện này cũng có một kích thước khá to với chân dài khoảng 15 cm và thân dài tầm 5 cm. Không chỉ siêu to khổng lồ mà hơn thế nữa, nhện lang thang Brazil lại rất hung hăng. Nó sẽ tấn công con người khi bị khiêu khích bằng cách cắn và tiêm nọc độc. Khi bị nhện cắn thì trong vòng 30 phút, các triệu chứng bao gồm các biểu hiện như nhịp tim bất thường, huyết áp cao hoặc thấp, chứng bụng, hạ thân nhiệt, buồn nôn, chóng mặt, mắt mờ và có thể lên cơn co giật lan rộng toàn thân. Nếu bạn bị cắn bởi bất kỳ hoàn cảnh nào của nhện lang thang, hãy nhanh chóng tìm cách điều trị khẩn cấp, bất kể vết cắn ban đầu có biểu hiện như thế nào. Điều này cực kỳ quan trọng vì nọc độc của nó có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng.
Thật buồn là chúng ta khó đề phòng được loài nhện này vì nó không răng mạng nhện hoặc đào hang như các loài nhện khác, mà chỉ lang thang, trú ngụ trong những nơi tăm tối vào ban ngày và đi săn mồi vào ban đêm. Và tiếp theo sẽ là một loài quái vật nhiều chân lẩn khuất trong khu rừng Amazon này. Vị trí thứ 7, rết khổng lồ Amazon. Nói đến rết thì đã thấy sợ, mà lại còn là rết khổng lồ thì chắc hẳn sẽ khiến cho ai dũng cảm nhất cũng phải khóc thét khi đến khu rừng này. Rết khổng lồ Amazon được coi là rết khổng lồ vì có chiều dài cơ thể khủng của mình. Con trưởng thành có kích thước trung bình là 26cm và có con đạt hơn 30cm. Rết Amazon là loài ăn thịt, ăn côn trùng, thằn lằn, ếch, chim, chuột và thậm chí là cả rơi, nhện khổng lồ Tarantula. Rết thuộc nhóm động vật thân đốt, phân ngành nhiều chân. Vũ khí cực kỳ lợi hại để tự vệ và tấn công con mồi của rết khổng lồ chính là móng vuốt sắc nhọn và chứa nọc độc. Hai chi trước trông giống như một cặp nanh và chúng có độc. Nọc độc của rết Amazon khá mạnh, gây tử vong cho hầu hết động vật cỡ nhỏ. Chưa từng có trường hợp người tử vong vì nọc độc của rết, nhưng chắc chắn vết cắn của loài sinh vật này gây ra cơn đau kinh khủng nhất trên thế giới. Vết cắn của rết Amazon có thể gây sưng, ớn lạnh và sốt cho người bệnh. Dù là sinh vật khá nguy hiểm, nhưng rết Amazon vẫn được nhiều người lựa chọn làm thú cưng. Chủ nhân muốn sở hữu những con vật đáng sợ này thì phải chi trả ít nhất là 300 đô, tương đương khoảng gần 7 triệu đồng. Nghe đến đây thì chắc khối bạn đang có ý định bắt vài em về nuôi phải không nào? Oh my god! Wow! Thôi, dừng ngay ý nghĩ đó nhé! Vì chưa có ai chết vì rết Amazon cắn, nhưng bạn cũng đừng dại mà trở thành trường hợp đầu tiên nhé! Mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá về 7 tử thần cực độc và nguy hiểm nhất của khu rừng Amazon. Còn các bạn có suy nghĩ như thế nào sau khi xem xong video này? Và các bạn nào có dũng cảm dám ghé thăm khu rừng này thì đừng quên bày tỏ suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu yêu thích video thì hãy dành tặng cho Kính Lúp một like, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hay và hấp dẫn nhất hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.